Xin chào mọi người nha. Tôi cô đi từ Quỳnh Châu Phi và Phong này. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhé. Hiện tại cái Quỳnh vừa về đây mọi người nhé. Tôi đi Phong về để bắt quà luôn. Đi khá là mệt, vậy coi như là đi mất một ngày nữa mọi người. Đấy, ui giời. Quỳnh thì bị say xe một tí. Đấy, đi mất một ngày rưỡi. Thế bây giờ là 12 giờ đêm ở bên Angola, tức là 6 giờ sáng ở Việt Nam rồi mọi người. Thế bây giờ là có cái kiện cây nên là cần phải bóc ra, cho nên là bây giờ hiện tại Tony Phong đang bóc ra đã, nhưng mọi người đang bóc kiện cây đã. Thế xong rồi có gì thì sáng mai thì có thời gian hơn, rảnh rỗi hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục quay video để nói chuyện về hành trình của chúng ta và những cái kiện này, kiện đồ này nha mọi người nhé. Hiện tại bây giờ thông tin cho một chút là mọi người là Quyết với Quỳnh bắt đầu từ 7 giờ tối ở Việt Nam đi, thế xong rồi là đến tận 6 giờ sáng ngày hôm sau nữa ở Việt Nam, tức là bây giờ Angola là 2 giờ đêm thì mới sang nơi, tức là đi mất một ngày rưỡi hành trình của chúng ta đấy. Thì bây giờ đã tới nơi thì bây giờ chúng ta bóc tạm cái này đã, còn cái này thì anh bóc ra luôn được để xem nó ra cho nó thông hơi mọi người, cho nó thông hơi, còn không nó bắt đầu mai đâu đấy khỏe quá thì chúng ta mới tính tiếp. Tạm thời chưa đã, chóng hết cả mặt. Nhìn chung đợt này hàng hóa cũng ra ok mọi người ạ, thuận lợi không có vấn đề gì cả. Đấy, chỉ có điều đi hơi mệt cho mọi người vấn đề vì sao hàng hóa thuận lợi đấy, vì sao mà có thể ra được như thế này. Rồi ok, ngày mai tiếp tục cho mọi người. Đây, mặt giấy ở đây Tony Phong bóc quà chưa quen. Nhiều lắm hôm nay được bóc quà đấy mọi người. Là mình đi là mình đi 6 kiện hàng hay 6 kiện hàng, nhưng mà một kiện là mình mang giúp cho các anh em của này, 5 kiện của mình để mình mang ra. Nhưng mà nguyên đồ của các bạn ấy thôi, toàn là đồ của các bạn ấy, đồ quần áo của Quyết năm nay là chả có mang sang gì, mang được có 1-2 bộ quần gọi là sử dụng cá nhân trong hàng nhị cái giày này, còn không quần áo của bạn. Rồi, tạm thời nhá, đây đã, xong rồi, đi nghỉ ngơi cái đã, lắm rồi. Ok, mọi người. Xin chào mọi người. Và Quyết và Quỳnh Châu Phi hiện tại là chỉ ngủ được một ít thôi mọi người, ngủ được một ít thôi. Hôm qua về đấy đến 12 giờ đấy, thế xong là bây giờ là 4:30 sáng rồi mọi người, 4:30 sáng, ngoài trời thì vẫn còn tối, mọi người nhìn ra ngoài, không nhìn rõ. Ra ngoài trời thì vẫn còn tối nên là không ngủ được, nên là Quỳnh tranh thủ ra ngoài này để soạn đồ trước đấy. Quỳnh ra soạn đồ để buổi sáng tranh thủ, nếu có thời gian thì mình sẽ mang đồ xuống để cho các bạn này. Đây mọi người nhìn này, đồ của mình đây có một tí mấy quần áo kia thôi, còn ở đây là một chút cà phê để mang quà này. Bên dưới xung quanh toàn hạt giống nhé mọi người, hạt giống này. Mình mua cái này là các bạn khán giả đưa sang để cho các bạn ăn hàng. Sau này là toàn hộp đồ của các bạn nhé. Quần áo này, quần áo Thái Quy mang sang kia. Đây, đấy. Thì phía sau mình đây, tiết lộ luôn cho mọi người, định giấu mọi người không quay sớm, nhưng mà tiết lộ cho mọi người. Đây mình mang đây rất là nhiều cây nha mọi người nha, rất là nhiều cây. Và khi mà nhìn đây thì mọi người cũng đã biết này, đây là cây sầu riêng nha mọi người nha, đây là sầu riêng này. Đấy. Thì mình đánh được 2 kiện cây sang, chủ yếu là sầu riêng mọi người, chủ yếu là sầu riêng, kèm có đấy là một vài cây bưởi này, cây táo, rồi là mấy cây mà hôm trước mình mua, với lại một số anh chị có gửi cho mình, nhưng mà mình không có mang hết đi được, bởi vì là số kiện mình mua như thế thì với lại là đánh giấy, mình đánh giấy gọi là hóa đơn các thứ để mình gửi sang bên này để làm thủ tục vào, mình làm trước rồi. Thế nên là một số cây là không có mang sang được, là một lý do là giấy tờ như thế. Cái thứ hai nữa là nó bị quá cân đấy mọi người, quá cân đấy. Mình cũng có một kiện thêm, thế nhưng mà bị quá cân cho nên là một số cây mình phải đắn đo mình bớt lại. Đây mọi người xem, Quỳnh đang gói hạt giống lại đấy. Đợt này mang thì mang hạt giống sang thì mình cũng mang hạt giống chắt lọc mọi người, mang chắt lọc hạt giống như mình. Đây Quỳnh vừa bảo là trong này còn hạt giống ngô nữa bà nhỉ, đúng không? Đúng rồi, hạt giống ngô thì vẫn còn ở trong này thôi. Đấy, đồ mang sang thì cứ như thế này em mọi người. Tôi có hạt đậu ngựa, lần trước là có một video mà bỏ quà của muối su đấy mọi người. Đấy, hạt đậu ngựa. Nói chung là trong mấy chỗ này chủ yếu là quần áo của các anh chị, các bạn khán giả gửi là nhiều này. Mình chỉ mua thêm một ít thôi, chứ không có nhiều. Với lại quần áo của mình mang sang thôi. Đấy, thì cây đây mình quay cho mọi người xem rõ hơn này. Đấy, mình mang sang rất là nhiều cây sầu riêng nha mọi người nhé. Rất là nhiều cây sầu riêng này. Đấy, may mắn là mình làm thủ tục các thứ là cây sang được đến nơi, thế xong rồi là mình cũng lấy ra được sớm. Chứ còn nếu như mà cây này mà để ở trong kiện hàng xong để lâu thì cũng rất là phức tạp. Là bây giờ để cho Quỳnh soạn đồ, soạn một ít quà để gửi cho đồng nghiệp các thứ ở bên này đi. Cà phê mọi người. Mang, đấy mọi người. Mang cà phê sang để quà. Bánh đậu xanh. Tại vì là về cũng lâu ấy, lần nào về thì cũng mang quà sang để tặng cho đồng nghiệp. Với lại là mang quà cho các bạn ấy. Mà đồ đạc của mình mang đi dùng thì một phần rồi. Còn lần này thì Quyết mang thêm cả giống cây sang. Thế cho nên là các cái kiện hàng mình mua thêm nó cũng hạn chế, bởi vì là hai vợ chồng ấy đẩy mỗi người đẩy 3 kiện thì nó đã lên đến ngang đầu rồi. Thế nên là mình cũng không mang nhiều được, không có người hỗ trợ để mà mang nhiều kiện đi. Nên là nguyên cái kiện cây đã chiếm mất 2 kiện rồi ấy. Nên là muốn mang thêm đồ khác thì nó cũng hạn chế. Năm nay nói chung là mình đi nó cũng suôn sẻ. Ở đầu Việt Nam thì mình do đóng cái kiện cây này là quá cái khổ hàng hóa mình được mang đi nó bị quá khổ, thế là phải đóng tiền mua thêm cái tiền quá khổ đấy mọi người. Thì người ta đóng tiền mua oversize đấy, mất khoảng tầm 3.750.000 tiền 2 kiện quá khổ, là nguyên nhân là do cái cây này, còn sang đầu bên Angola này thì mọi người xem video của các bạn bên Châu Phi thì mọi người cũng thấy rồi là đợt này ở bên cửa khẩu bên Angola thì tất cả các loại hàng hóa rồi là nhất là các loại giống cây các thứ là rất là khó mang sang, cực kỳ khó mang sang là toàn bị giữ hết, giữ lại xong bắt đầu rồi đóng thuế để đủ các thủ tục. Đôi khi là người ta ví dụ như giống cây này mà không đủ giấy tờ các thứ thì người ta không cho vào đâu mọi người, người ta không cho mang sang đâu. Thì mình thì cũng nắm bắt cái tình hình như vậy rồi, với lại là cũng lo lắng rất là nhiều. Mặc dù là mình có nắm bắt nhưng mà mình lo lắng khá là nhiều, vì mang cái lượng cây này sang cái tiền cây thì nó cũng không giá trị nhiều bằng cái việc mà công sức mình mang sang, xong là tiền kiện mình mua sang ấy. Nói túm lại thì tổng hợp các thứ lại thì cái giá trị của một cái cây này mà mình sang thì nó cũng khá là nhiều tiền. Thế xong rồi là đắn đo là có nên mang sang hay không. Nhưng mà cuối cùng thì mình quyết định là đóng kiện và mang những cái cây này sang để trồng và làm thử nghiệm ở bên này xem như thế nào. Ok mọi người, tình hình là lần này đi khỏe mọi người ạ. Đi khỏe. Đi khỏe. Mọi lần đi toàn gặp rắc rối ở sân bay đấy mọi người. Kể cả cái đợt mà Antonio về hay là đợt này, hay là trước khi đợt Antonio về thì mình đi đều gặp trục trặc rắc rối ở sân bay, rồi là đủ các thể loại hàng hóa các thứ. Nhưng lần này thì kinh nghiệm nhiều hơn. Bản thân thì chỗ ví dụ kiện cây này, bây giờ mình cũng nói tiếp là chỗ cái cây cho mọi người nghe, là cây là mình phải làm thủ tục trước đấy mọi người. Mình phải làm thủ tục để cho nó thông quan nhập cảnh trước đấy. Là mình cũng có quen mấy anh gọi là hải quan ở bên chỗ sân bay đấy, thì mình cũng có quen. Thế xong rồi là mình chụp ảnh các thứ, thế xong rồi là mình làm thủ tục giấy tờ để cho thông quan sang trước. Mặc dù có quen thế rồi mà khi mà mình làm thủ tục thông quan, thế nhưng mà đến khi vào là vẫn phải làm thủ tục rất là lằng nhằng như mọi người nhé. Là phải mở cây ra, mở hộp cái thứ ra kiểm tra, xong người ta lại còn phải kiểm tra lại giấy tờ của mình. Đến như thế rồi mà nó vẫn chưa xong đấy mọi người. Thế xong còn cái nước cuối cùng là bảo là tôi là bác sĩ. Nói chung là do ấy, cái mác của bác sĩ ở bên này ấy, thì nó giống như một cái vé thông hành ấy mọi người. Gọi là khi mà mình làm chuyên gia bên này mà mình nói với các bạn nên là mình làm bác sĩ ở bên này thì cái giá trị của mình nó cảm giác những đường nâng lên ấy. Thế là mình bảo là bọn tôi là bác sĩ, bọn tôi mang sang bên này thì bọn tôi trồng để giúp mọi người trồng xung quanh bệnh viện các thứ ấy. Khi mà các anh hải quan đã nghe thấy là mình là bác sĩ là coi như là các anh đã thấy xuôi xuôi rồi. Đấy, anh xuôi xuôi các anh mà thấy mừng thích thích rồi là các anh nghe hỏi qua vài cái thôi cho nên giải quyết ngay. Mặc dù có giấy tờ nha mọi người nhá, nhưng mà giấy tờ của mình làm điều gì thì làm nhưng mà cũng không đầy đủ. Đấy, mình làm giấy tờ để được phép nhập cảnh cái cây này vào rồi. Thế nhưng mà người ta lại còn yêu cầu gì là giấy kiểm dịch này, hóa đơn các thứ, hóa đơn mua bán thì mình đầy đủ rồi nhưng người ta lại còn đòi giấy kiểm dịch này, xong rồi là cái giấy gì là ngắn lắm. Đấy thì bảo bây giờ tôi mang ít cây như này, bây giờ cũng kiểm dịch, mang đi kiểm dịch nó cũng khó các thứ. Bên ở đầu Việt Nam mang ít cũng không bỏ kiểm dịch, bởi vì là giấy kiểm dịch là đòi cả kiểm dịch bên đầu Việt Nam này, ở bên này này. Đấy, thế xong rồi sợ kiểm tra xong thì cây nó cũng bị yếu đi nhiều đấy. Kiểm tra cây xong thì để đấy thì mấy ngày thì cây nó cũng tèo. Nếu mà có vào được thì cũng cây cũng yếu đi, tỷ lệ sống cũng được ít đấy. Đấy, nói chung là mang cái cây này sang thì khá là khó mọi người, khó để mang sang đấy. Đấy cho nên là bởi vì là mình mang như thế này, nói như thế thôi nhưng mà nó cũng là số lượng nhiều. Ví dụ như mình mang vài cây, mình chia sang các kiện, mỗi kiện vài cây ấy, thì mình mang sang thì ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mình đây đóng nguyên hàng nguyên kiện cả đấy, là người ta kiểm tra nó gắt gao hơn. Thế thì cũng nói với mọi người là mình cũng sử dụng cái mác bác sĩ, thế nói chung là như vậy, là bảo là chúng tôi là bác sĩ bên này, thế là các bạn ấy nghe. Vì là không nói gì đến người dân đâu mà các quan chức hoặc là những người làm nhà nước ở bên này, khi mà nghe thấy mình làm chuyên gia y tế, làm bác sĩ ở bên này ấy, thì người ta rất là thích. Thế cho nên là người ta cũng cho xuôi cho qua đấy. Thế là người ta để cho mình đi qua. Đấy thì vất vả lắm, ở nhà cũng lo lắng là làm giấy tờ như thế, thủ tục các cái thứ thế như thế rồi thì không biết là có qua được không, nhưng mà cuối cùng là như thế là ok, là qua hết. Mình sang cái là các bạn ấy mở ra, các bạn ấy xem qua hỏi vài câu, các bạn ấy xác nhận có phải mình là bác sĩ không thì các bạn ấy đóng lại và bê lại, xếp lại đồ cho mình rất là cẩn thận để cho mình về. Vì là mình cũng nói là mình cũng ở xa ấy, nên là các bạn ấy tạo điều kiện làm rất là nhanh để cho mình đi về sớm ấy. Vì mọi người thấy đấy, hôm qua là về đây cũng 12 giờ đêm đấy chứ. Thế mà bây giờ là dậy sớm đây này. Bây giờ gà đang gáy, mọi người nghe thấy gà đang gáy. Anh Phong vẫn đang ngủ mọi người ạ. Tại vì là sang cũng trái giờ đấy cho nên là cũng phải mất 1 ngày 2 ngày thì mới quen đấy mọi người. Chắc chắn là 1-2 ngày sẽ ngủ nó không đều. Đấy. Mình có làm ốm này nhưng mà anh Phong khả năng là vẫn thích, vì là có tiếng nói, có khi anh Phong lại thích lại còn ngủ ngon hơn. Tony Phong đấy ngày nay thì cũng buồn lắm rồi, mà nhớ mà không thấy hai đồng chí sang đâu. Đấy thì nó qua về cái chuyện mà mình mang cây mang hàng sang, kể cả quần áo của các bạn đây cũng thế này mọi người này. Quần áo mang sang cho các bạn nhiều như thế này là cũng bị giữ lại để kiểm tra, người ta hỏi là bà sao là mình mang nhiều như này ấy. Thì nếu mà liên quan tới người ta để xem là mình có buôn bán gì không thì người ta đánh thuế. Thế nhưng mà sau khi kiểm tra xong 2 kiện cây xong mình nói chuyện thêm, người ta không kiểm tra nữa cái hàng hóa thêm này của mình, quần áo này của các bạn này. Chứ không thì bình thường ra này chắc là cũng phải bị giữ lại để đánh thuế rồi đấy, làm giấy tờ làm thủ tục mà có khi là phải mất thời gian hôm sau và vài hôm nữa lên để lấy. Nhưng mà mấy cái kiện cây này mà để mấy hôm sau mà lên lấy thì thôi, nó thành cây luộc ở trong đấy thì cũng dở. Thêm mấy cái que. Thì thông tin qua như thế xong rồi. Vấn đề thứ hai là cũng nhiều người cũng muốn biết là Su có sang hay không, thì như video từ đầu đến giờ mọi người xem là mọi người thấy đấy, cũng không có Su ở đây. Thì mình cũng nói mấy lần ở nhà trên livestream ấy, thì ra thì lúc đầu mình cũng có ý định là đưa cho Su sang ở đây chơi với bố mẹ ấy, gần gũi với bố mẹ. Thế xong nhưng mà khi mình về thì tiến hành mình về là mình đã làm hộ chiếu cho Su rồi đấy, mình làm hộ chiếu cho Su xong xuôi hết rồi. Khi mà bước chân về Việt Nam cái là mình làm hộ chiếu cho Su luôn để mình xác định đưa Su sang. Nhưng mà ở nhà một thời gian thì thấy Su quấn bố mẹ quá, quấn cực kỳ quấn luôn ấy. Thế bảo tôi tình hình mà quấn như thế này, xong hai vợ chồng bên này bận rộn như thế mà sang thì Su lại quấn bố mẹ quá thì không làm được việc, không đi ra ngoài được thì cũng vất vả. Thế là thôi, lại quyết định cho Su ở nhà nha mọi người nhé. Tình hình là Su không sang này lý do chỉ có vậy thôi. Bởi vì ở bên này thì nếu như mà trên thủ đô ấy, thì có thể là có lớp học, trường học quốc tế để cho Su đi học. Nhưng mà ở dưới này thì các bạn ấy không có trường học gọi là đủ tiêu chuẩn để cho mình cho con đi học ấy, thì cho nên là mình cũng quyết định không cho Su sang nữa. Giả sử như nếu như mà tỉnh này ấy, mình sống mà nó có trường quốc tế hay là có một cái trường nào đấy đủ tiêu chuẩn cho con đi học thì mình cũng sẽ đưa sang. Bởi vì là trong cái thời gian mình đi làm thì con nó cũng đã đi học rồi, bây giờ cho sang thì cho con sang chơi xong rồi học hành thì không đi thì bố mẹ lại mất thời gian ở nhà trông với lại dạy dỗ con ấy, thế nên là thôi quyết định cho sủ ở nhà. Đấy, tình hình là như vậy đấy mọi người. Mọi người thấy Quyết sang bên Châu Phi thì có vẻ là đẹp trai hơn ở bên Việt Nam hay không? Lúc nào cũng đẹp trai chứ. Đi đâu lâu không xuất hiện, mọi người xem thấy có béo hơn không? Thấy hơi xấu hổ ấy. Em thấy anh nói đúng không? Nếu mà cây mà qua được hải quan thì chứng tỏ Quyết đẹp trai. Đấy. Thì đúng là bây giờ cây qua hải quan qua được hết nên này đấy mọi người đấy, chứng tỏ Quyết là Quyết đẹp trai, nói có sai không? Rồi nhìn thấy mọi người đây là đồ đạc coi như là Quỳnh cũng dậy sớm mà sắp xếp xong rồi ấy. Thì cũng không có gì quay nhiều. Trước tiên là thông báo tình hình với mọi người là Quyết với Quỳnh đã sang Angola và mọi thứ nó đều gọi là suôn sẻ, và đồ thì Quỳnh sắp xếp rồi nhưng mà chưa quay cho mọi người xem xếp gì, thì đợi đến lúc mà mang đồ xuống tặng cho các bạn ấy, đưa cho các bạn ấy, thì chúng ta tiếp tục xem là các bạn ấy nhận được những cái đồ gì nha mọi người nhé. Đấy, thì bây giờ là video sẽ kết thúc ở đây. Tạm biệt mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người. Quỳnh có muốn nói gì không? Tình hình là bây giờ trời cũng đang dần dần sáng ấy. Khả năng là Quỳnh cũng sắp xếp để ăn cơm sớm xong là sẽ đi xuống chỗ các bạn ấy. Tiết lộ với mọi người. Tiết lộ với mọi người là các bạn ấy chưa biết đâu, chưa ai nói ngày chính xác, tức là các bạn chỉ biết là khoảng cái ngày này là mình sẽ sang thôi, còn các ngày chính xác thì các bạn ấy chưa biết, các bạn cũng không biết là hiện tại là mình đang ở Angola rồi ấy. Chưa ai biết là mình sang, chưa ai biết là mình sang thì mỗi Tony Phong biết thôi. Tony Phong hôm qua là hỏi Maria có biết bao giờ bác sĩ sang không? Maria bảo Tony Phong không biết, chỉ có Antonio biết rồi, bởi vì Antonio thỉnh thoảng vẫn hay điện cho bác sĩ. Hôm qua Antonio vẫn gọi điện cho anh Quyết mà cuộc gọi nhỡ mọi người ạ, tại vì là trên máy bay không có nghe được đấy. Đấy, khả năng là bạn cũng đoán được. Xong bạn ấy bảo lại với Tony Phong là hôm qua gọi cho bác sĩ mà không được. Được rồi, ok nha, bây giờ chào tạm biệt, bye bye cả nhà. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video khác nha.